em có số đâu. Chào quý vị và các bạn đam mê nhạc trên mọi miền tổ quốc. Em mến, vâng, trong buổi sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, cửa hàng Chính Hạnh được chào đón hai vị khách đến từ Đông Anh, Hà Nội. Vâng, anh Nguyễn Thế Lực, vâng, anh đến với cửa hàng Chính Hạnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh đã lựa chọn cho mình được một cặp loa The Queen Vega có mã là AT10. Vâng, em chào anh. Vâng, nước anh. Vị khách mới đến cửa hàng. Vâng, cặp loa The Queen Vega AT10. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng ở Thịnh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của ông Thanh Nghĩa Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Ông Thanh Nghĩa Hạnh giao hàng toàn quốc. Và ông Thanh Nghĩa Hạnh làm một clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Cặp loa The Queen Vega AT10 cũng đã có chủ theo anh Nguyễn Thế Lực về Đông Anh, Hà Nội trong buổi sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.